Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một phân khúc sedan hạng C đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản, đó chính là xe Mazda 3. Đây chính là chiếc xe Mazda 3 được sản xuất năm 2018, đăng ký năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, màu xanh Kawasaki đấy ạ. Màu xanh Kawasaki này là màu xanh rất mới, rất đẹp của Mazda đấy ạ. Và chiếc xe này thì đã chạy được 1.9 km rồi quý vị và các bạn nhé. Tất cả còn rất là mới, rất đẹp. Chúng tôi vừa mới mua về đến cửa hàng đây, để tại cửa hàng đây là tôi quay tôi chụp luôn. Nguyên bản vẫn còn bẩn, tôi chưa có dọn, chưa có rửa gì cả. Có nguyên mua như thế nào là chúng tôi chụp rồi đây, đem lên đây bán luôn cho quý vị và các bạn nhé. Chưa có động chạm gì vào đến những cái phần ví dụ như đánh bóng này, đến rửa xe chúng tôi còn chưa rửa cơ. Tôi cứ quay lên đây để quảng cáo lên cho quý vị và các bạn đã. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu thì chúng tôi mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi đây là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp Mazda 3 này. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này đã được chủ xe độ lên rất là nhiều đồ. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Ví dụ như độ bô đôi, bô kép, bô thể thao đấy ạ. Và cảm biến áp suất lốp. Đây là cái bộ cảm biến áp suất lốp cực kỳ xịn, lắp ở trong la răng chứ không phải là những cái bộ lởm mà lắp bên ngoài đâu nhá. Có cả màn hình báo hẳn hoi. Và lắp thêm cả cái màn hình camera lùi và cảm biến lùi. Màn hình là màn hình cực to, màn hình 12 inch đấy quý vị và các bạn ạ. Xem phim thì rất nét, hoặc là xem camera lùi cũng rất to, rất là dễ lùi ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 619 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi, vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn nó còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Từ ngoại thất cho đến nội thất cho đến động cơ cơ. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn thấy nhá. Nó rất là đẹp, rất là mới vì mới lăn bánh có 1.9 km thôi và nó còn nguyên bản ạ. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không bị tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này thì tôi bán với giá là 619 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi ạ. Thủ tục nhanh chóng quý vị các bạn ạ, chỉ cần đặt tiền và làm thủ tục khoảng 3 ngày sau là quý vị các bạn đã được nhận xe rồi. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn và mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi video ạ.
chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.